Trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có vốn tạo việc làm giúp phụ nữ có nguồn sản xuất chăn nuôi, có nguồn vốn đầu tư cho học sinh. Do vậy chị em hội viên phụ nữ ngày càng được quan tâm hơn và tổ chức hội. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội ngày càng được nâng cao rõ rệt về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ hội viên tăng cường bồi dưỡng, tập huấn. Do vậy hoạt động của hội ngày càng được phong phú và đa dạng, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thăm hỏi tặng quà luôn các hội phụ nữ quan tâm hàng năm, tổ chức tặng quà cho tân binh lên đường, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho các bộ hội viên nhân ngày lễ Tết, thăm hỏi hội viên ốm đau. Hội viên tích cực phong trào nông thôn mới, chị em đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hiến đất để xây dựng đường nông thôn mới. Tiêu chí hội phụ nữ tham gia các tổ vệ sinh môi trường, thu góp rác thải tại địa phương và tích cực. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các bà các chị thân mến, phát huy truyền thống của hai bà Trưng bà Triệu, năm 2019 chi hội phụ nữ thôn cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tiết kiệm các phong trào của hội, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc làm thực hiện trên, chị em trong ban chấp hành cùng hội viên đã tự nguyện quyên góp cụ thể hai đợt được số tiền như sau: được 11.040.000 đã ủng hộ cho 6 chị trong chi hội để bớt đi một phần khó khăn. Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 20 tháng 10, thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong hoạt động của hội năm 2018 do Đại hội Phụ nữ tỉnh đề ra, thực hiện các đề án do huyện đề ra, tích cực tham gia các phong trào của hội thi đua lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động vào sản xuất chăn nuôi, thực hiện tốt các công tác hậu phương quân đội, tham gia bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, khai thác nguồn vốn tín chấp của ngân hàng sản xuất và chăn nuôi, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện công trình. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, có được những thành tích trên là nhờ chị em phụ nữ đã được sự quan tâm lãnh đạo của ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ xã, các đồng chí lãnh đạo ban chi ủy, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt các đồng chí ủng hộ của hội viên phụ nữ chi đoàn phấn đấu năm 2018 chi hội cùng và các chị mạnh khỏe. Nghe báo cáo công tác hoạt động của hội phụ nữ năm 2018 và chúng ta được sự hiện diện của cô Hồng Nhung, hiệu trưởng trường mầm non